Theo Tổng cục Thống kê vừa đưa ra báo cáo mới nhất về tình hình sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm, theo đó Tổng cục nhận định ngành công nghiệp chế biến chế tạo có những tín hiệu tốt với chỉ số tiêu thụ tăng dần từ đầu năm, chỉ số tồn kho giảm dần. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong tháng 8 ước tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 8 tháng, chỉ số này ước tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao trong 8 tháng so với cùng kỳ như sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, hóa chất và các sản phẩm hóa chất, giấy và các sản phẩm từ giấy, khai thác, xử lý và cung cấp nước, sản xuất nước giải khát. Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tính đến đầu tháng 8 tăng 9% so với cùng thời điểm năm 2012, tập trung vào các ngành sản xuất đồ uống, thuốc, hóa dược và dược liệu, sản xuất giấy. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo 8 tháng tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao là sản xuất xe có động cơ, sản xuất da, thiết bị điện. Mặc dù chỉ số tiêu thụ và tồn kho đều có cải thiện so với các tháng trước, tuy nhiên, theo đánh giá của doanh nghiệp, sự cải thiện này chưa thật đáng kể, sức mua của người tiêu dùng vẫn còn rất yếu.